Ba điều này cùng nhau sẽ xác định các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Ba điều này kết hợp với nhau thậm chí sẽ quyết định một con người sống bao lâu và sống như thế nào. Con người có thể phân bổ lại, nhưng nếu bạn chỉ đơn giản là đi theo xu hướng của mình thì cuộc sống này bạn sẽ cho là đã có sự định sẵn, là định mệnh. Nếu bạn 100% là nô lệ của những khuynh hướng của bạn thì cuộc sống đã được định trước. Chúng ta rất dễ dàng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Khi một con người được sinh ra, một phần mềm nhất định sẽ được thiết kế bên trong anh ta. Đó là sự kết hợp giữa thời gian, năng lượng và lượng ký ức thông tin mà anh ta mang theo bên mình. Ba điều này cùng nhau sẽ xác định các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Ba điều này kết hợp với nhau thậm chí sẽ quyết định một con người sống bao lâu và sống như thế nào. Vậy nếu điều này đúng, có phải tất cả đều đã được xác định từ trước? Các thông tin chắc chắn được xác định từ trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể tiếp nhận một thông tin mới. Chỉ là nó sẽ đẩy bạn hoặc kéo bạn tới một khía cạnh nhất định của sự vật, tùy thuộc vào loại thông tin mà bạn có. Nhưng điều này không thể ngăn cản bạn tiếp nhận thông tin mới ngay hôm nay tại thời điểm này. Năng lượng được phân bổ cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Thông tin này mà chúng ta đang nói đến, toàn bộ lượng thông tin được gọi là Sanchita hoặc Sanchita Karma. Thông tin đã được phân bổ phải được xử lý. Thông tin này mang tính khẩn cấp hơn, rõ ràng hơn và bắt buộc hơn một chút so với phần còn lại. Thông tin này mà bạn có là từ nơi khác, là những gì cuộc sống đã thu thập được. Năng lượng được phân bổ trong hệ thống và phân bổ theo bản chất của thông tin. Nếu thông tin của bạn hoặc thông tin về nghiệp đang hướng tới hoặc xoay theo hướng, chẳng hạn như thể chất, bạn sẽ thấy các năng lượng tự phân bổ một cách tự nhiên vào cấu trúc vật chất của con người bạn. Nếu thông tin nghiêng về quá trình trí tuệ của bạn, thì năng lượng sẽ tự phân bổ cho hoạt động trí tuệ của bạn. Nếu thông tin rất xúc động, năng lượng sẽ tự phân bổ theo chiều hướng đó. Nếu nó nghiêng về chiều tâm linh, thì năng lượng sẽ tự phân bổ theo hướng tâm linh. Việc phân bổ này diễn ra theo xu hướng tự nhiên. Nhưng điều này không có nghĩa là con người không thể phân bổ lại. Con người có thể phân bổ lại, nhưng nếu bạn chỉ đơn giản là đi theo xu hướng của mình, thì cuộc sống này bạn sẽ cho là đã có sự định sẵn, là định mệnh. Nếu bạn 100% là nô lệ của những khuynh hướng của bạn, thì cuộc sống đã được định trước. Chúng ta rất dễ dàng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Tái phân bổ, sắp xếp lại năng lượng, cách chúng ta quản lý năng lượng của mình, chúng ta tập trung năng lượng theo hướng nào, chúng ta tăng cường năng lượng hay chúng ta làm cạn kiệt năng lượng. Những điều này nằm trong tay chúng ta quyết định rất nhiều. Nhưng chiều thứ ba là một phần tổng hợp quan trọng của cuộc đời mỗi người, là thời gian. Tích tắc, lúc nào cũng tích tắc trôi qua.
Bạn không thể làm nó chậm lại, bạn không thể đẩy nhanh nó, bạn chỉ có thể tiết kiệm năng lượng của mình. Bạn có thể sử dụng năng lượng xung quanh mình, bạn có thể phát triển nó, bạn có thể làm cho nó trở nên to lớn hoặc nhạt nhẽo một cách phi thường. Nhưng thời gian tích tắc đi xa. Vì vậy, thời gian có trí thông minh của riêng nó và nó chạy theo các thông số nhất định về thông tin nghiệp quả và sự phân bổ năng lượng có sẵn trong hệ thống của một người. Vì vậy, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì về nó. Chúng ta có thể, nhưng đó là một khía cạnh khác của cuộc sống mà sẽ khó nắm bắt hơn nhiều so với hai khía cạnh kia. Hai cái còn lại dễ quản lý và thực hiện hơn trong cuộc sống của một người. Tạo ra năng lượng và sử dụng nó theo cách bạn muốn. Không cho phép khuynh hướng của bạn quyết định bản chất của suy nghĩ, cảm xúc và hoạt động của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc kiểm soát thời gian. Ngay cả Adiyogi cũng sẽ phải chịu chi phối về thời gian khi anh ta ở một số trạng thái nhất định. Khi anh ấy ở trong những trạng thái như vậy, chúng tôi gọi anh ấy là Kala Bhairava, rằng anh ấy chịu chi phối về thời gian. Thời gian quyết định bản chất hay khoảng thời gian sống và chết của một người. Cả sự sống và cái chết đều nằm trong giới hạn của thời gian. Cho nên thời gian, ai làm chủ được thời gian là làm chủ được sự sống và cái chết. Một người làm chủ được năng lượng của mình, hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình, nhưng không làm chủ được cái chết của mình. Một người làm chủ được thông tin của mình, hoặc một người làm chủ được những khuynh hướng do thông tin gây ra, hoặc một người thoát khỏi những khuynh hướng gây ra bởi loại thông tin nghiệp quả mà bạn mang theo sẽ làm chủ được chất lượng cuộc sống của anh ta. Rằng bản thân này sẽ trở nên dễ chịu hay khó chịu. Một người làm chủ được năng lượng của mình sẽ quyết định bản chất hoạt động và cách sống của anh ta. Người làm chủ được thời gian sẽ quyết định bản chất của sự sống và cái chết của mình. Và người đó có thể quyết định mình muốn sống hay chết. Vì vậy, ba thành phần này cùng nhau tạo nên sự sống. Ba thành phần này cùng nhau là những gì bạn đang có ngay bây giờ. Việc tích lũy về cơ thể, tích lũy thông tin về cơ bản được xác định bởi các khía cạnh này. Tùy thuộc vào loại thông tin nghiệp quả mà bạn có xu hướng hướng tới một loại thông tin nhất định, loại hoạt động nhất định. Tùy thuộc vào cách năng lượng của bạn được phân bổ, bạn có xu hướng chọn một số loại hoạt động nhất định. Họ hỏi tôi, Sadhguru, các hoạt động của chúng ta, nó có phải là rào cản không? Nếu chúng ta từ bỏ các hoạt động, chẳng phải chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn về mặt tâm linh hay sao? Nếu bạn có thể từ bỏ mọi mức độ hoạt động, vâng, chắc chắn rồi. Từ bỏ hoạt động, mọi mức độ hoạt động bao gồm thức ăn và việc đi vệ sinh. Và những gì diễn ra trong tâm trí bạn. Nice karma là nghiệp tốt nhất. Điều đó có nghĩa là không có hoạt động, mọi thứ đang ở trạng thái bế tắc. Nếu như bạn không làm việc, đó không phải là một nghiệp tốt, đó là một sự lẩn quẩn. Đó là một nghiệp xấu. Nếu bạn có thể chỉ cần nhắm mắt lại và ngồi đây nhiều ngày liên tục, điều đó có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó tốt cho bản thân này. Bạn đã dừng mọi thứ và chỉ ngồi đây. Điều đó có nghĩa là bạn đang làm một điều hoàn toàn tuyệt vời cho bản thân này. Nếu bạn đang làm điều gì đó tuyệt vời cho chính mình, chúng tôi nói điều đó ổn với bạn. Nếu bạn không làm được điều đó, bạn phải làm điều gì đó hữu ích cho 10 người xung quanh bạn. Nếu bạn cũng không thể làm điều đó, thì bạn phải học cách lắng nghe những gì người khác nói. Hoặc là bạn phải hữu ích cho bản thân, hoặc cho một vài người xung quanh bạn. Nếu bạn không thể làm cả hai, thì mục đích sống của bạn là gì?
Vì vậy, bạn không thể làm hoàn toàn điều này và tuyệt đối điều kia. Rất ít nhắm mắt, một chút hoạt động, không. Không ít sách guru cả ngày. Đó là những gì tôi gọi là nhỏ đấy. Bởi vì chỉ riêng 24, nó là một con số tuyệt vời đúng không? 24 có phải là một con số rất lớn? Ngay cả một đứa trẻ này cũng biết thế nào là 24 phải không cậu bé? Vâng ạ, đúng thế, thấy chưa? Ngay cả đứa bé này cũng biết thế nào là 24. Tất cả 24 giờ, hoặc là nó phải được đầu tư vào nghi quỹ, hoặc vào công việc. Satguru, còn giấc ngủ của tôi thì sao? Điều đó cũng nên trở thành nghi quỹ, và điều đó cũng nên trở thành một công cụ để làm việc. Nghỉ ngơi là cơ sở của hoạt động. Bạn hiểu không? Nghỉ ngơi không có mục đích của chính nó. Nếu bạn chỉ muốn nghỉ ngơi thì bạn phải yên nghỉ. Nếu bạn chỉ muốn thực hành nghỉ ngơi thì chúng tôi sẽ chôn bạn. Bạn có thể thực hành nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chỉ được sử dụng làm cơ sở của hoạt động và mọi hoạt động đều dựa trên sự nghỉ ngơi. Vì vậy chúng tôi muốn bạn ở trong trạng thái nghỉ ngơi để bạn có thể hoạt động. Vì vậy, ngủ và thức dậy chỉ là quản lý năng lượng, chỉ có vậy thôi. Thời gian bạn không thể quản lý nó trôi đi. Ngồi nó trôi đi, đứng nó cũng trôi đi, ngủ nó cũng trôi đi. Bạn không thể dừng nó, nhưng giấc ngủ và hoạt động là một cách quản lý năng lượng của chúng ta. Và là cách để trở lại với sức mạnh mới vào sáng mai. Khi bạn đi, bạn giống như một cục pin xuống thấp. Vì vậy, bạn sạc đầy pin và quay trở lại. Ý tưởng sạc pin là để sử dụng lại, phải không? Không ai sạc pin chỉ vì mục đích sạc pin cả. Bạn sạc pin vì bạn muốn sử dụng nó. Vì vậy, nếu một người không hiểu bằng trí tuệ, nếu một người nắm bắt được ba chiều kích này bên trong bản thân, rằng bạn là sự kết hợp của thời gian, năng lượng và thông tin. Nếu bạn có thể thực hiện ba điều này, nếu bạn có thể thực hiện cả ba điều này một cách hiệu quả, thì bạn được tự do theo mọi cách. Theo mọi cách. Đó là sự giải thoát. Đó là Mukti. Nếu bạn có thể thực hiện cả ba điều này một cách có ý thức, bạn sẽ được tự do 100%. Nếu bạn chỉ xử lý thông tin của mình một cách có ý thức và bạn có thể quản lý nó tốt, thì bạn được miễn phí 33%. Bạn vẫn chưa đạt điểm đầu đâu nhé. Nếu bạn quản lý tốt năng lượng của mình cũng như thông tin tốt, thì bạn đạt 66%. Được rồi, bạn đang ổn. Nhưng nếu bạn quản lý cả ba điều đó, thì bạn sẽ tự do. Nếu bạn thấy video thật sự hữu ích, hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ những điều tốt đẹp này đến với nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn.